Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ezechiel chương 16. Ezechiel chương 16 là một chương khá dài với 63 câu. Chương này tiếp tục sử dụng hình ảnh ẩn dụ về người vợ bất trung để nói về Jerusalem. Đức Chúa Trời đưa ra ẩn dụ này nhằm để mô tả sự phản bội của Jerusalem với Ngài. Thông qua hình ảnh ẩn dụ về người vợ bất trung này, Đức Chúa Trời một lần nữa tố cáo tội tà dâm thuộc linh của dân sự, đồng thời rao ra những án phạt nặng nề mà Chúa sẽ giáng trên họ. Trong phần đầu của chương từ câu 1 đến câu 14, tiên tri Ezechiel chủ yếu mô tả tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Jerusalem. Jerusalem được ví sánh như một đứa con bị bỏ rơi, bị ghê tởm, bị ném ra ngoài đồng, bị bỏ mặc cho đến chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu vớt và chăm sóc đứa trẻ bất hạnh ấy. Ngài chăm lo cho đứa bé này lớn lên, trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Rồi Ngài lấy áo ngoài trùm lên người thiếu nữ ấy, biểu trưng cho lời cam kết Ngài sẽ cưới nàng làm vợ. Đức Chúa Trời cũng trang điểm, mặc áo vóc lụa là và mang những đồ trang sức quý giá cho cô dâu của Ngài. Sự mô tả này tựa như tình yêu của một người chồng dành cho người vợ, và cũng chính là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel. Trong phần này, chúng ta nhìn thấy hành trình của một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, được Đức Chúa Trời nhận nuôi, rồi lớn lên thành một thiếu nữ trưởng thành, và cuối cùng là trở thành hoàng hậu. Hành trình lột xác ngoạn mục này nhằm cho thấy lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài là lớn thế nào. Phần tiếp theo của chương là từ câu 15 đến câu 34. Trong phần này, tiên tri Ezechiel phơi bày những tội lỗi kinh khủng của dân Israel. Khi người vợ trở nên xinh đẹp và lộng lẫy, thì nàng lại cậy vào sắc đẹp của mình để dụ dỗ những người đàn ông khác phạm tội tà dâm. Người vợ đã quên đi những điều lớn lao mà người chồng đã làm cho mình. Cô trở nên một người dâm loạn, không phải chỉ với một người mà là nhiều người khác nhau, bao gồm Ai Cập, Assyri, Babylon. Cô dùng sắc vóc, tài vật, những gì mình có để sa vào sự phóng đãng. Thậm chí, cô còn dâng con cái mình làm tế lễ cho các thần ngoại bang là thần Moloch. Chưa dừng lại đó, cô còn được ví là tệ hơn cả một người làm gái điếm. Người khác làm gái điếm để nhận được tiền công, còn cô bán dâm nhưng phải trả tiền ngược lại cho khách. Những điều diễn tả trên là những gì mà dân Israel đã làm với Đức Chúa Trời, người đã yêu thương, chăm sóc, cưu mang họ. Nhưng thay vì biết ơn, chung thủy và tôn thờ một mình Ngài, thì họ lại trở nên vô ơn bội nghĩa với Đức Chúa Trời, đắm mình trong tội lỗi. Phần tiếp theo của chương là từ câu 35 đến câu 42. Trong phần này, Chúa công bố lời đoán phạt của Ngài trên người vợ bất trung, tức là Jerusalem. Điều bất ngờ là những nhân tình trước kia sẽ là công cụ được dùng để đem đến sự đoán phạt cho Jerusalem. Những nhân tình này sẽ thay phiên lột trần và ném đá cô. Đây là hình phạt đã định sẵn cho những kẻ tà dâm. Vì theo luật định, những ai làm gái điếm sẽ bị hỏa thiêu, còn những đàn ông, đàn bà phạm tội tà dâm sẽ bị ném đá. Và Đức Chúa Trời đã dùng đất nước Babylon để thực hiện những hình phạt đó trên họ. Từ câu 43 đến câu 58, Đức Chúa Trời chỉ ra nguồn gốc của dân Israel vốn là thờ lạy hình tượng. Không những vậy, những dân tộc có quan hệ huyết thống với họ như dân Samari, dân Sodom cũng là những dân tộc làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng điều khiến độc giả ngạc nhiên là tội ác mà dân Israel gây ra còn vượt trội hơn cả những dân này. Thế nên, Đức Chúa Trời không thể không hình phạt dân Israel. Phần cuối của chương là từ câu 59 đến câu 63. Trong phần này, một lần nữa, chúng ta nhận thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho dân Israel nói riêng và cho chúng ta nói chung thật quá vĩ đại. Những tưởng với những điều khủng khiếp dân Israel đã gây ra, Đức Chúa Trời sẽ tuyệt diệt họ đến tận cùng. Nhưng không, dẫu dân sự bất trung, bất tín với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài là đấng thành tín, Ngài vẫn giữ lời giao ước mà Ngài đã hứa với họ ban đầu. Thế nên, dẫu đây là một chương đầy tăm tối vì phơi bày tội lỗi gớm ghiếc của dân Israel và những án phạt nặng nề dành cho họ, thế nhưng nó lại kết thúc bằng một tia hy vọng với sự hứa hẹn về sự phục hưng mà Chúa sẽ làm trên dân Israel. Câu hỏi suy gẫm: bạn có thấy mình là một người vợ chung thủy với Chúa không?
lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng giàu tình yêu thương và lòng thương xót với những con người tội lỗi như con. Xin Chúa giữ con trong tình yêu của Ngài. Xin giúp con dù có đối diện với những cám dỗ nào của đời sống, vẫn một lòng chung thủy với tình yêu của Ngài. Xin cho người khác nhìn thấy tình yêu và sự thương xót của Chúa qua đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.